chào, làm cái màu này khó lắm nha. Màu rất là khó làm mà nó ngắn nữa. Cho nên anh chị em lấy cục bột ít, thiệt là ít nè, ít chút xíu thôi, chút xíu thôi, móng nó ngắn đó. Mình lấy có chút xíu, thiệt là chút xíu nè, đó. Thấy không? Nó mỏng, thiệt là mỏng. Mỏng ơi là mỏng luôn, mỏng thiệt là mỏng. Tại mấy cái màu này nó khó làm lắm. Nha, mỏng nè, mỏng, mỏng, mỏng chỗ này nè, mỏng thiệt là mỏng. Thấy tình yêu không làm mỏng lắm, ở ngoài nó mỏng le. Tại vì móng nó ngắn, mình không thể làm dày được. Làm dày nó thấy cái lằn ở dưới nha, nhớ nha. Làm dày là nó thấy cái lằn ở dưới liền. Tại vì cái màu này á, cái màu này ở trên nó lợt lắm. Cái màu ở trên nó rất là lợt. Nó màu nó lợt, chứ không phải là màu trắng. Màu này rất là khó làm. Rất là khó làm nha anh chị em, rất là khó làm luôn. Cho nên á, nè ombre móng ngắn nè, thấy không? Đắp ngắn, đắp vô, đắp vô, đắp vô. Nhớ nhớ nè, nhớ là mình phải lấy cái shape cho nó nhỏ lại một chút xíu nha. Cái square là mình phải lấy cho nó nhỏ lại. Cái này là mấy cái này là mấy cái này là cần thiết cho anh chị em mới vào nghề nè. Đây nè. Ok, đó, mỏng ơi là mỏng luôn á, mỏng lắm. Nhưng mà khi mình đắp cái kia lên nó sẽ dày. Đó, mỏng nè, mỏng thiệt là mỏng. Tình yêu lấy có chút xíu bột thôi. Đó, chút xíu bột thôi. Thấy không? Nó mỏng lắm. Tại vì màu ở dưới là màu đậm, ở trên là màu lợt, nó rất là khó làm nha anh chị em. Hi Tom Cash, how are you anh Tom? Màu này rất là khó làm nha, rất là khó làm lắm, khó làm lắm nha. Anh chị em thấy tình yêu làm không? Nó mỏng, không thấy cái lằn luôn á. Không thấy cái màu bột luôn á. Đó, vuốt từ từ hai bên này, vuốt vô, vuốt vô. Vuốt vô, vuốt lẹ lẹ cái tay chốt. Đó. Ok, thấy không? Chia sẻ cho anh em mấy cái kỹ thuật này rất là khó làm, tại vì mấy cái màu này người ta khách vô nó đòi á. Khách nó đòi mấy cái màu này là mình phải làm được nha, mình phải làm được. Chứ không thôi mình làm không được là thua luôn, khách nó đi chỗ khác. Thấy không? Nó mỏng lắm. Bây giờ tình yêu dở lại cho coi nè, nó mỏng cực kỳ mỏng luôn. Nó mỏng lắm nha, mỏng thiệt là mỏng. Ok. Nói chung là khỏe thì lên làm like, coi like là thấy khỏe rồi đúng không? Lại nè. Coi like mà thấy anh em vô say hi là thấy khỏe rồi. Tiền bạc chưa có chứ mà thấy sức khỏe có là ok rồi, đúng không? Tiền bạc là phù du. Đó, quan trọng là mình làm đẹp, khách tới kiếm mình. Ok, vô tư mình làm. Nhớ mỏng nè, mỏng, mỏng, mỏng thiệt là mỏng nha. Mỏng thiệt là mỏng, mỏng như lá lúa gì đó. Đó, mỏng như lá lúa gì đó. Không sao đâu, đừng có sợ nó gãy, không phải đâu, không nó có gãy đâu. Nó không có gãy đâu nha, nó không có gãy đâu. Ok, rồi lấy cục bột ra. Nó ngắn mình làm sao ombre nó ra đẹp nha, ombre nó ra phải đẹp. Ok. Thấy nó mỏng không? Mình rờ ở đây nó không thấy gì luôn, nó không nó giống như nó bằng luôn á. Ok. Hi hi Jessica Trịnh, hi everyone, hi đệ tử. Chào mọi người nha. Tình yêu làm chia sẻ cho cái ombre này á, thường thường tình yêu làm square thấy không? Tình yêu vuỗ trước cho nó nhỏ vô, cho cái móng nó nhỏ vô. Để làm chi cho nó ôm vô, khi mình đắp bột mình còn vuỗ lại chút xíu thôi là xong. Nè, món cái mà mình lấy có chút xíu à, chút xíu thôi nha. Chút xíu thôi nè, nè mình bỏ lên nè. Đó. Thấy không? Nó mỏng lắm, mỏng thiệt mỏng nha. Tại vì sao? Cái ombre này nó khó làm cho nên tình yêu mới chia sẻ, chứ tình yêu đúng ra tình yêu đã làm live rồi. Ở đây này thấy này nó khó quá, tình yêu chia sẻ cho anh chị em nha. Cái màu này rất là khó làm. Nhớ mỏng nè, mỏng kệ nó. Cứ thiệt là mỏng nha, thiệt là mỏng, thiệt là mỏng. Nó thiệt là mỏng. Đó, mỏng 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 thiệt là mỏng. Đó. Mỏng ơi là mỏng, mỏng ơi là mỏng, mỏng thiệt là mỏng. Thấy chưa? Mỏng lắm, mỏng không thấy gì luôn á. Đó, để chi? À, đưa cái bột này vô, lấy cục bột dư ra nè. Đắp chút xíu mà còn dư cỡ đó đó là biết rồi, nó mỏng cái cỡ nào nha. Ok, rồi. Giờ tình yêu làm ombre cho anh chị em coi ha. Cái màu này là cái màu cái màu này là cái màu lợt, thiệt là lợt. Nó quai nhưng mà nó lợt lắm, nó lợt cực kỳ ha. Đây, anh chị em coi ha. Nhà lấy nè. Mỏng. Thấy chưa? Vuốt nhẹ nó một cái. Vuốt nhẹ nó một cái. Chỉnh đốn lại đội hình vuốt. Vuốt thấy nó mỏng không? Thấy nó khô vờ không?
thấy không? Chị em có thấy không? Ok, bỏ lên chút xíu nữa nè. Chút xíu nữa nè, bỏ lên đây. Chút nhẹ nó xuống. Thấy không? Móng ngắn mà anh chị em làm ombre được như vậy mới là đẹp nha. Ok, nhớ nha. Rất là khó làm. Cái này rất là khó làm nha. Khó làm, rất là khó làm. Cho nên anh chị em cố gắng làm sao dưới này nó mỏng, mình làm ombre nó mới được. Nhớ nha, đây là những cái kỹ thuật mà Tình Yêu muốn chia sẻ đến anh chị em. Cái màu này nó rất là lợt. Nó rất là lợt luôn. Cho nên rất là khô, khó khô vờ cái này. Nhưng mà mình làm mỏng nên mình vẫn khô vờ được nha. Đó, mình đưa ra nhẹ nè. Nhẹ, nhẹ nè. Thấy không, mình khô vờ được, thấy không? Thấy khô vờ không? Thấy nó khô vờ không? Anh chị em thấy không? Nhẹ nhưng nó khô vờ được. Ok. Cho nên anh chị em cố gắng đắp cái phần ở dưới ngoài này nó thiệt là mỏng thì nó mới được được. Ok, đó, giờ mình lấy cục thứ hai nè, bỏ lên, kéo nhẹ nó cái. Đó, kéo nhẹ nó cái, đó. Thấy không? Thì nó sẽ khô vừa được cái màu cho mình ha, nó khô, cái khô vừa được cái màu cho mình làm, thấy không? Anh chị em thấy không? Rất là khó làm. Yeah. Uyên ơi, em gọi đồ cho chị chưa? Gửi đồ cho chị chưa kìa, chị hỏi kìa. Em không biết nữa chị ơi, để tí xíu em hỏi bà xã em nha. À, nó thiếu thì mình cho thêm chút xíu à, cho nó đẹp. Ok, nhớ không? Thấy Tình Yêu làm nó mỏng, cái màu dưới nó đậm nè, cái màu trên nó lợt, rất khó làm. À, rất là khó làm. Cho nên mà nó ngắn nữa cho nên chị em rất là khó luôn, rất là khó luôn. Mình nói thiệt á. Cái này mà anh chị em làm không khéo tay là thấy cái lằn liền, thấy lằn liền tại chỗ luôn. Đó, thấy không? Đó, lấy cục thứ hai bỏ lên. Đó, nó sẽ đậm, nó che lại hết một lần nữa. Đó, thấy không? Thấy không? Ủa à, cái gì Uyên ơi, tiền là phù du, không tiền là phù mỏ. Đúng rồi, chính xác luôn. Tiền bạc là phù du, mà người không tiền là người thành ngu. Có phải vậy không? Thường thường mà người không có tiền, người nó khó chịu lắm. Ok. Nhớ, thấy không? Thấy Tình Yêu làm không? Lỏng thiệt ngỏng, có Tình Yêu bỏ lên cái là nó ra liền. Rất là đẹp. Khó làm lắm nha. Cái này là Tình Yêu chia sẻ, cái này là hơi bị dữ. Thấy không? Cục thứ hai nó đậm lên rồi, nó dở lên cho coi, sát lên cho coi. See, it's for beautiful nail. À, giờ mình làm cái gì? Giờ làm cái màu này, cái màu gô. Nó thích màu gô thì làm gô. Đó, thích làm gô thì làm gô nè. Đó, gô nè. Cái này kim tuyến thì nó dễ rồi đúng không? Nhưng mà đắp mỏng lên chi? Tí mình bỏ bột lia lên. Đó. Giữ 1, 2, 3 rút ra. Đó, nghiêng cái tay người ta xuống. Cho nó chảy. Đúng rồi. Đúng rồi, không có tiền là ngu lắm á, không có tiền là chết ngắt luôn á, chứ ngu gì, không có tiền là đói luôn. Bill bọng mỗi ngày đều phải trả hết, cho nên là phải có tiền nghe, phải có tiền. Sáng sớm chưa ăn gì hết mà nói nghe cái giọng yếu xìu. Đập, nhúng nước, đập, đưa nước vô nè, tại vì nó chút xíu nó khô là mình đưa nước nó vô, đập. Tại cái kim tuyến này nó mình phải đập, đừng có vuốt nhiều nha, đập nhiều, đưa nó vô, đập xuống, tại kim tuyến mà mình không đập là nó không có dính đâu. Mình cứ vuốt thân nó là nó chết cho nó liền, nó hở chết luôn. Cho nên phải đập, nhớ đập nha, đó, đập, thấy chưa, đập, tới đây, ra tới đây là khỏe rồi, đó. Rồi lấy ra, lấy dư ra, đó, lấy cái bột dư ra nè, đó. Thấy không? Lo lại, chỉnh đốn lại, đẹp không? Ok, nó trong nó thiếu một chút, cho nó chút xíu bột kim tuyến nè, chút xíu nè, bỏ vô. Đó, bỏ sát vô trong da. Thấy không? Rồi, quét hai bên này ra, kim tuyến nó dính trên da người ta đó, quét nó ra. Xí. Rồi, cứ đi không? Chưa ăn mà đập dữ quá. Chưa ăn mà đập dữ quá hả? Tại vì anh biết sao không? Đập cho nó đói để mình ăn. Đập để cho nó đói mình ăn ha. Anh đập thì nhiều,
chuẩn chứ em, chứ em mà đập chắc chèm bẹp luôn. À, Lý Ngọc Hồ, em là con gái em không biết, cái chị nào hỏi gửi hàng cho chị tên là Tuyết Đoan. Tuyết Đoan hả? Tuyết Đoan. Ok, xong rồi mình bỏ tí xíu bột lia lên nha, nhớ bột lia lên này đó. Mấy cái màu này khó làm nha, mà cái này nó khó làm là một lẽ, mà tay nó ngắn càng ngắn nữa anh chị em, nó ngắn nữa mình còn chết dở sống dở nữa, cho nên đừng nghĩ là móng ngắn không làm ombre không đẹp nha, phải làm đẹp, anh em phải chịu khó làm đẹp. Ai nói móng ngắn làm ombre không đẹp sai lầm, là do con người mình đắp bột thôi, do mình đắp bột thôi chứ không phải là làm không đẹp. Ok, vẫn đẹp bình thường, không có gì vô tư hết, không có gì mà không đẹp, chứ quan trọng nhất là mình làm sao cho nó đẹp chứ không phải là làm không được. Hello. Hi. How are you? Good, how are you? I'm fine, thank you. Just nails. You want a pedicure and nail? Just nails. Just yeah. Nail today? Yeah. Wow. Oh, I got sneakers on. Huh? I got tennis shoes on. You got tennis shoes on? Yeah. You don't? I got the sandal. I gave it to you. Ok. Nhớ nha, những cái màu móng ngắn làm ombre tình yêu nói rất là rõ, làm thiệt là mỏng, thiệt là mỏng nha. Khi mình đắp cái bột thứ hai lên nó sẽ dày lên, không có sao hết. Anh chị em coi nè, ok, khi mu lại nè, mu lại. Anh chị em thấy không? Nó rất là đẹp chứ không phải nó đủ độ dày luôn. Khi mình đắp cái cục thứ hai, cái màu white lên thứ hai nó sẽ đẹp. Ok. Nhớ cố gắng làm sao móng ngắn, móng dài gì mình làm ombre vẫn đẹp như thường, không có gì mà không đẹp. Trừ khi mình không biết làm thôi. Nhưng mình không biết làm thì mình chịu khó mình lên coi like thường xuyên ha. Coi like thường xuyên rồi về tập là sẽ bảo đảm là anh chị em work. Hello Andy, how are you Andy, khỏe không? Hả? Làm đi em, làm đi Nhung ơi. Màu này là màu mocha. Ok, màu mocha là mình hay uống cà phê đó, gọi là mocha đó, nhớ không? Còn cái màu này là màu Milky White. Cái Milky White nó rất là lợp, nó white, nó không phải white mà nó cũng không phải là off white, nó lợp lắm, nhưng mà mình phải ráng cố gắng mình làm sao cho nó đẹp nhé. Ok, đó là cách chia sẻ tình yêu, chia sẻ tí nữa xong rồi tình yêu gắn hộp xoàn lên chỗ cái ngón tay bột leader đó, gắn đơn giản thôi, vài hộp cho vui, kiếm thêm ít tiền, nói chung là đơn giản. Sáng sớm giờ tình yêu sáng giờ làm mới có 5 bộ thôi à. Hả? À. Là 5 bộ mà xe là like hết 2 bộ rồi đó. Giờ tình yêu dũa móng thẳng, tình yêu nói giọng móng thẳng, dũa bên tay này trước, tay này mới đắp bột xong. Can you give me this hand mommy? Yeah. Cái tay này mình dũa nè, mình dũa cái móng nè, mình phải đưa nó vô một chút xíu cái móng, thấy không? Giống như tình yêu nói á, cái shape square lúc nào nó cũng phải ở trong này, nó ôm vô, đừng để nó bự ra. Tại vì cái móng tay, lỡ cái móng tay người ta đã bự rồi, mình dũa nó bự nữa thì nó xấu nha, nhớ nha. Nhớ cố gắng đắp thẳng cái tay này đó, dũa thẳng cho cái đầu này nó hơi nhỏ một chút. Thì anh chị em, khi anh chị em dũa đó thì... Ủa cái phone đi. Nghe phone giùm anh cái. Đó, nó nhỏ là nó vừa thẳng từ trong ra ngoài, thấy anh chị em thấy nó thẳng không? Đó, nó thẳng luôn. Khi mình dũa lại là nó thẳng, nó không có bị bự cái đầu ra. Nhớ nha, đừng có để cho nó bự cái đầu ra, nó không có đẹp nha. Nhớ gì đó, nhớ là phải dũa làm sao đừng cho nó thẳng, đừng cho nó bự, để cho nó đẹp. Khi mình dũa móng xong là nó sẽ đẹp nhé. Ok, đó. Nhất là những người ta có việc làm, người ta không thể đeo dài được, nhưng mà người ta thích cái mẫu đó, nhưng mà mình phải cố gắng mình làm cho nó đẹp là như vậy thôi, nhớ không? Đó là cách làm của mình, nhớ là như vậy. Giờ khách vô đâu có ai cũng phải thích làm móng dài không đâu, đúng không? Cũng phải làm móng ngắn chứ, đâu có ai làm móng dài không đâu, đúng không? Cho nên mình phải làm sao cho nó đẹp để cho khách hàng nó thích. Đó là cái cách kỹ thuật của mình. Chứ giờ do em nào cũng đè làm móng dài hết, ai móng ngắn ai làm. Móng dài nó dễ làm, đúng không? Móng dài thật sự nó dễ làm hơn móng ngắn đó. Nhất là ombre này kia là móng dài nó rất là dễ làm, còn móng ngắn nó khó làm. Ok. Chào em tình yêu, chị phone 83221677 mua 2 đầu dũa mà chưa biết trả tiền sao? Dạ không có sao hết, chị chứ gọi em này chị trả tiền được liền à. Chị cứ gọi số đó đi, chị trả tiền, em sẽ lấy tiền chị liền, không sao. Nói về giấy cái gì khó chứ tiền anh lấy dễ lắm, không sao hết. Đó. Sâu quắc hả? Kệ đó anh ơi, xấu mà em viết cũng sai nữa. Anh viết chữ chính tả mà anh viết cũng sai nữa, sao em biết, em đọc ra được. Đó.
Cảm ơn anh, em làm xấu lắm anh, cảm ơn. Ừ. Anh Tuấn Vũ á, em làm xấu, cảm ơn anh nha. Nhớ nha anh chị em, nhớ móng ngắn mình phải làm sao, móng dài mình phải làm sao ha. Ok. Đó, cho nên móng ngắn á, thì mình vữa, cố gắng mình vữa vô sát vô bên đây, hai bên góc cho nó nhỏ lại chút. Nhớ đừng có vữa từ trong này nha, vữa ngay cái mép này vữa vô thôi. Ok. Hola, ¿cómo está, mami? Mami, ¿cómo está, mami? Papá. Ok, papá. Papá. Ok, nhớ hai bên góc mình chỉ cần lắc qua lắc lại chút xíu thôi. Lắc cái tay của mình là đó, cái tay của mình lắc qua lắc lại là nó sẽ không có bị, nó không có bị nhọn hai bên góc này ha. Ok. Tại vì anh chị em biết sao không? Nếu mà thật sự anh chị em làm trong nghề lâu năm đó, mà nói về ombre mà làm móng dài nó dễ hơn móng ngắn rất nhiều. Ok, làm móng ngắn rất khó, rất là khó, nhưng mà mình làm sao cho nó đẹp thì nó mới đẹp được, chứ còn mà nói làm không biết cách làm, nó làm nó có nhiều khi á, biết không, cái màu nó hai màu nó lẫn lộn vào nhau, giống như nó dày chỗ này luôn, nó dày cui, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Ok, cho nên thật sự thấy móng ngắn gì chứ thật sự rất là khó làm, cho nên anh tình yêu mới khuyên anh chị em là đắp bột nó phải mỏng, đắp bột phải mỏng càng tốt, chứ không phải không có sợ khi anh chị em đắp cái bột này nó mỏng, nhưng mà anh chị em apply cái màu nó lên, nó sẽ dày lên một chút nữa thì nó vừa. Ok, thì nó vừa cái móng, mà anh chị em đắp dày quá, anh chị em đắp luôn cái màu này nữa là bảo đảm là nó sẽ dày lắm. Ok, nó sẽ dày lắm, không có sao hết. Đắp mỏng cho tình yêu đi, là bảo đảm là anh chị em làm ombre nó sẽ đẹp nhé. Mỏng thiệt là mỏng, đừng có dày, dày là chết ngắt, dày là móng tay ra nó dày lắm, để đắp cái màu thứ hai lên nó dày lắm. Ok, sáng nay em mới nhận được cọ bên anh gửi Tăng Kiều sang, Tăng Kiều Lâm sang, không có sao em. Anh thì đương nhiên em trả tiền thì anh phải gửi đồ cho em thôi, đó là chuyện đương nhiên em. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em mình xài thấy tốt, xài thấy good thì nhớ order lại với tình yêu ha. Nhưng mà bảo đảm tình yêu là tình yêu, nói thiệt, bán đồ là phải uy tín nữa. Cái chia sẻ là một lẽ, mà cái khi nhiều khi buôn bán đồ là phải uy tín nữa, nói là phải làm, chứ không phải là giống như là nhiều khi mình nói làm sai một điều gì là anh em người ta sẽ buồn, là người ta sẽ không order nữa. Nhưng mà tình yêu thì lúc nào cũng chữ tín đi đầu hết á, quan trọng là chữ tín đi đầu ha. Trời ơi, nói vậy mà giận kìa, nói vậy đúng, nói sai đâu mà giận, chơi mà chơi giận là sao. Edith hỏi chị có ăn đòn bây giờ. Edith hỏi gì hả? Đó, nhớ vũ từ từ, không cần phải làm gì mạnh mẽ đâu, tình yêu làm từ từ lắm, rất là nhẹ nhàng, từ từ, tốn, không có gì khó khăn. Đó, lắc qua hai bên, lắc. Đó, lắc cái vũ đầu, cái tay của lúc nào cũng nắm chặt thì chặt, vũ hai bên. Đó, cây vũ của mình nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là chắc trong cái bàn tay của mình. Ok. Tí nữa tình yêu sẽ gắn hộp sòn lên cái ngón tay này ha, nó đẹp. Cho nó lên mấy hộp rồi nó sẽ đẹp liền. Ok. Đó, móng ngắn nè, thấy chưa? Móng ngắn mà lại thích cái màu đậm nó mới chết người chứ. Cho nên khó làm lắm nha. Chia sẻ hết mình luôn á. Chia sẻ là hết mình luôn, chứ không có giỡn đâu. Nhớ, giống như tình yêu nói tới nói lui hoài vẫn là vấn đề này. Là tại vì anh chị em đắp trong này nó dày quá, cái bột đầu tiên mà anh chị em đắp dày quá đó, dày quá nó sẽ làm cho cái màu này nó đậm lên, mình không thấy, mình thấy nó đậm là mình đắp cái màu lợt lên, không bao giờ nó khô vờ nổi. Tin tình yêu đi. Mình đắp càng mỏng, nhưng mà khi mình apply cái màu lên, mình vuốt cho nó dày nè, cái màu này nó đậm nè, nó không bao giờ nó khô vờ nổi cái màu đậm đâu. Nếu mà ở dưới này nó mỏng thì nó khô vào nổi, mà ở trên này nó đậm không bao giờ nó khô vào được, thì mình vuốt nó xuống thì nó sẽ dày lên, không sao hết, nhớ vậy đi. Mà cái màu lợt này nó giống như nó làm từ đây, nó sẽ đậm, xong nó lật ra, nó mới ombre ra mới đẹp được. Ok. Cái phương thức mình làm móng mà ở dưới đậm trên lợt là như vậy đó, cho nên anh chị em phải cố gắng đắp thiệt là mỏng, cái màu này mỏng thiệt là mỏng nó mới ra được, chứ không thôi mà nó dày là thua, dày là anh chị em bó tay luôn. Ok. Nó dày là mình bó tay luôn, không có gì hết. Đó. Nhưng mà nhớ khi mình vữa đó, mình phải đeo bao cao su vô. Thứ nhất là mình che đi bớt một ngón xấu, tại vì anh chị em có nói tình yêu tay xấu quắc à.
tay xấu thiệt. Cái đó mình phải công nhận, mình không phủ nhận điều đó. Nhưng mà nói tình yêu không đẹp trai mà không tướng không cao là không được nha. Tình yêu cao 1m9, nặng 250 pound, người rất là đẹp trai, tay xấu thôi nhưng mà tay người đẹp trai lắm. em nói chơi thôi mấy anh, đừng giận nha mấy anh, chơi cái mặt ngầu nó chết tôi luôn. Em đang nói em cao 1m9 đó, nặng 250 pound, là em đang nói chơi thôi với em thôi. Mấy anh chị có biết không, mà ghệ mà nó thấy em cái là nó rung động luôn đó. Rung động luôn, chịu không nổi, đẹp trai quá chịu không nổi. Mà nhớ khi mà nhìn mặt á, nhớ mà nhìn mặt tình yêu rồi á nha, là nhớ phải ngồi trên ghế phải xích beo lại. Vậy tình yêu cho xem máy đi hả? Nè máy nè, nè cái máy nè em, đâu có sao anh cho xem máy nè. Với lại tình yêu là number one. Suốt ngày có tình yêu number one. À, dũa nè, dũa nhẹ thôi. À, dũa trong thấy không? Dũa nhẹ nhẹ đó. Không rồi. Ok, nha. Cái gì? À, sao... Tháo tháo bao cao su ra rồi không? Tại vì bao cao su mình làm xong rồi mình phải tháo ra em, đừng có để gì nữa, tháo ra đi. Cái gì đeo hoài nó nóng em, nó hầm là nguy hiểm lắm. Cái này mình không cần bao cao su, cái này em ấy dũa em ấy nó không có bầu, còn cái kia dũa nó có bầu cho nên phải tháo bao cao su ra. Đó, cái nào mà em ấy nó có bầu thì mình mới bao cao su vô nha, còn em nào không có bầu thì cứ tháo ra bình thường thôi, không có sao hết. Anh ơi sao em dũa form hay bị méo lệch nhỉ? Tại vì em để cái móng tay không được thẳng. Nhớ là em cố gắng nghe anh nói nè, lúc nào cái tay của người ta phải thẳng. Đó, cái tay của người ta phải suông thuộc nè, thấy không? Em thấy anh nói không? Có nghĩa là sao? Cái móng người ta phải thẳng như vậy mình mới thấy được cái tóc, cái khía cạnh của nó. Còn em để nó méo qua bên đây, em đâu có nhìn thấy rõ được. Em để nó qua bên đây nó méo, nó không thấy đường được. Cho nên em phải để ngay giữa cái tập mắt của mình để mình thấy 717 em. 8322167717. À, đầu dũa này bao nhiêu tiền? Dạ đầu, một cái đầu dũa này với đâu có dũa phá đó. Tại cái đầu dũa này nó không có đứt tay nha, nó không đứt tay, tình yêu chọt vô tư nó không đứt tay nha. À, cái này với lại cái đầu dũa phá là 50 đồng, cho nên anh chị em mua về xài nha, mua về xài. Mua cái đầu dũa phá, cái đầu dũa này rất là lợi hại, rất là lợi hại. Nè, tình yêu nói thiệt luôn nè, tình yêu chọt nè, chọt. Chị? Nó không có feel luôn á nè, xí, nó không đứt tay. Cho nên anh chị em cố gắng mua cái đầu dũa này về xài, nhớ mua về xài nha. Đó, mình dũa hai bên này nè, thấy không? Dũa nó rất là lợi hại, không có bao giờ bị đứt tay. Tại vì mình dũa mình đừng có đè, cái đầu dũa, mình cứ để cho nó chạy qua. Đó. Làm sao? Em cảm ơn anh, có làm treo không, khi nào like treo cho? Ồ, treo thì dễ em, đâu có gì khó, treo muốn treo gì em muốn nó treo. Treo nó có nhiều loại treo, treo là để mình đắp treo liquid hay là treo để mình làm ombre hay là treo thì sao? Treo thì đâu có gì khó, treo nó còn dễ mà em, treo nó dễ hơn bột. Bột mình đắp mới khó chứ treo đâu có gì khó đâu. Treo trừ khi nào mình đắp xong mình hơi đèn nó mới khó thôi, nó mới khô thôi, chứ còn bình thường nó đâu có khô, còn bột nó khô á. Anh tình yêu ơi, máy dũa của anh loại nào vậy? Ờ, máy dũa này gọi là Cuba, của Cuba Miniro chị. Cái này gọi là Cuba Miniro. Em xài cũng nhiều năm lắm rồi đó. Đó. Tại vì em mua cái máy này xong rồi em xài cái đầu dũa khác, không phải cái đầu dũa này chị. Em xài cái máy khác. Cái máy dũa em là máy tím. Treo làm ombre đi chú. Ha ha, cái này nghe được rồi nha. Bữa nào tình yêu, bên tình yêu thì khách không có làm treo, nhưng mà tình yêu biết làm treo ombre. Bữa nào tình yêu sẽ làm live stream, hứa với anh chị em là bữa nào live stream cái treo ombre cho anh chị em coi ha. Làm một móng thôi, để cho anh chị em học hỏi. Cái đó dễ lắm, không có khó đâu. Chỉ cần chị anh chị em nhớ mua cây cọ thiệt là mềm. Mua cây cọ nó mềm như vậy nè. Cây cọ nó lông nó càng dài càng tốt. Lông nó càng dài càng tốt mà nó mềm như vậy nè, nó mềm đó. Anh chị em biết không, nó mềm như vậy nè, nó càng lông nó càng dài càng tốt, nó càng mềm càng tốt.
để khi mình sơn lên mình dùng cái đầu cọ này mình vuốt về nhẹ, mình chậm 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 nhẹ nhẹ, hai cái màu nó loang vô. Thì cái treo nó phải dùng một cái cọ nha, dùng một cái cọ mềm, rất là mềm để mình làm treo. À, đầu dũa em đang xài bao nhiêu? Dạ, hai cái đầu dũa này em xài một cái đầu dũa phá và cái đầu này là 50 đồng nha chị, 50 đồng. Nó 50 đồng một cặp, nó có 50 đồng một cặp nha. Anh chị em nào muốn mua gọi cho tình yêu 832-216-7717. Hai. Refill. Ok, can you wait a few minutes baby? Ok, cái đầu dũa này với cái đầu dũa phá là 50 đồng nha chị. Còn có một cái đầu dũa chạy medium nó chạy, hoặc cái đầu file nữa là nó 20 đồng một cái. Là cái đầu dũa này, bây giờ em dũa cái đó xong rồi, bây giờ em chạy cái dưới này luôn. Nè, em clean ở dưới này nè. Có nghĩa là cái đầu dũa này nó clean được cái dưới này luôn nè, đó, nó clean cho nó sạch dưới này luôn nè. Đó, khi mình chạy ở trên xong rồi mình chạy ở dưới cho nó sạch, đó, nó không bị dướng lại. Đó, thấy không, nó bị clean ở dưới này cho sạch. Nhớ nha. Oh, $50 baby, $50 for bow. I show you how for the bow. Okay, hold on. This one for the... Hello? Take it off the powder. This one for the critical bit. I call the blue band for the bow like this, $50. Bow like this, $50. You can call my number, 832-216-7717. And you get the order. 832-216-7717. Okay? Anh chị em. Đó, cho nên mình mua về mình xài nó có rất là nhiều tác dụng nha, nó có nhiều tác dụng. Thứ nhất là mình xài cái gì? Ok. Nè, anh chị em nên nhớ cái này nó còn dũa luôn cái da nè, đó, cái da của mình là đó, thấy không? Trên cái da của tình yêu nè, thì tình yêu chỉ chằn chạy qua là cái da nó văng ra nè, nó không có hư cái móng tay của móng tay thiệt của mình. Looking. Ví dụ tay tình yêu có da nè, đúng không? Tình yêu chạy nè, đó, da nè, đó, da nè, thấy không? Để làm manicure. Ok, để làm manicure đó, cái da của tình yêu nè, đó, thấy không? Thấy chưa? Để làm manicure nè, đó, da nè nó chạy ra nè, đó. See? Anh thấy không? Có nghĩa là nó có nhiều tác dụng để làm cái gì? Để làm deep, mình chạy manicure rồi mình làm đủ thứ hết. Nhớ cố gắng mua về làm, kệ mình đừng có tiếc tiền. Mấy chục đồng mà mình làm ra nó rất là better. Còn cái đầu dũa này là cái đầu dũa ceramic, tiếng Việt Nam mình gọi là đầu dũa gốm. Ok. Đó, đầu dũa gốm, cho nhiên cái đầu dũa này nó cũng không đứt tay luôn. Nhưng mà mình dũa cái kia rồi mình đâu có sợ nó đứt tay đâu. Thật sự là cái đầu dũa này nó không có đứt tay, chúng tay nó không có đứt tay nha. Cái này là mình lỡ chạy nó chịch ra nó không đứt tay, chứ còn mình đè mạnh nó vẫn đứt tay như thường. Cái đó là mình cố tình mình đè thì nó đứt tay như thường. Ok. Không có fee shipping nha. Shipping nếu mua đầu dũa là 4 đồng tiền shipping nha anh chị em, 4 đồng tiền shipping. Đây đây, tình yêu dũa cho coi. Đó, dũa. Thấy không? Bành nó ra nè đó, dũa. Bây giờ mình đâu có cần mình dũa bên trong nhiều đâu. Mình dũa bên ngoài. Đông mua table bên đây. Đó, cho nên mình dũa nè, thấy không? Nhẹ nhàng, mình không có đè cái đầu dũa. Tình yêu không có đè, tình yêu dũa nè. Thấy không? Tay của tình yêu rất là nhẹ nhàng. Coi cho kỹ nha, tình yêu đè không có đè nha. Tình yêu không có đè cái đầu dũa, tình yêu dũa nè, thấy không? Đó, tình yêu dũa láng, thấy không? Lắc qua, lắc lại xong rồi tình yêu làm gì? Tình yêu chạy dưới này cái nữa là nó đều, nó dưới này nó nè, mỏng đẹp, không có còn không có cần phải đè cái đầu dũa. Đó, như vậy là xong. Ok, nó láng o luôn nè, sát lên cho coi, nó láng luôn. Ok, nghĩa là dưới này nó mỏng nè, nó không còn cái gì hết. Everything ok, see? Everything looking good, mỏng đẹp. Hello. Banh nó ra, đút nó vô, đúng rồi Quốc Tuấn, banh nó ra em phải đút nó vô chứ, em không banh sao đút. Nhớ đừng có nghĩ bậy nha. Anh nói vậy thôi, em nghĩ bậy em ráng chịu á. Đó, tình yêu này, em dũa này rất là nhẹ nhàng, tay mình phải uyển chuyển đó. Người ta nói là BD là vũ trụ thì mình phải là ra vẽ là BD. Đó, BD là phải nhẹ nhàng, chứ BD mà mạnh quá thì ai chơi. Nếu mà BD mạnh quá người ta cứ nào mình lắc qua bên đây nè, đó, mình lắc qua bên đây dũa, thấy chưa? Như vậy là hoàn toàn mình đã xong một cái móng đơn giản lắm, không có gì khó đâu, chỉ có cực kỳ khi mình không chịu học thôi. Ok, hoàn toàn cái móng tay của người ta không còn cái gì ở dưới này hết, thật sự nó sạch chưa? Ok, có nghĩa là móng tay người ta không có gì dưới này hết. Đó, bây giờ mình làm gì? Mình sửa dũa lại cái xếp sơ sơ lại cho người ta nó đẹp nè, để tí mình gắn học xoàn. Đó, dũa cái tay sắp xếp lại, dũa sơ lại chứ. Đó, vậy thôi. Đâu có gì khó đâu, tại vì anh chị em nên nhớ dũa móng tay nó không có khó. Là tại mình cứ đè cái đầu dũa, mình sợ là bột nó không ăn, mình đem mình đè. Với là anh chị em á, theo như tình yêu biết á, theo như kinh nghiệm nha, tình yêu biết là anh chị em rất là xài cái đầu dũa rất là lục.
xài cái đầu dũa lục để làm gì? Sợ nó đứt tay khách đúng không? Thật sự ra cái đầu dũa của tình yêu, đầu dũa mới không bao giờ tình yêu đè thì không bao giờ cắt đứt tay người ta hết. Với lại cái đầu dũa gốm nó không có bao giờ nó đưa cắt đứt tay, là tại khi mình đè người ta mới đứt tay thôi. Theo như tình yêu biết đó, là anh chị em xài cái đầu dũa bằng sắt đó, anh chị em mài cho nó mòn đi anh chị em mới dám dũa. Nhưng mà đối với tình yêu xài mua đầu dũa mới về là xài luôn. Chứ tình yêu không có mài. Nhưng mà tình yêu chỉ mài cái đầu thôi chứ không có mài, không mài cái thân của nó. Nó cho nên nó theo như tình yêu biết là tại vì anh chị em xài, anh chị em cứ sợ cái đầu dũa đó cắt người ta, anh chị em mài nó lục đi. Mà mài nó lục đi rồi đó, thì anh chị em phải đè cái đầu dũa để xuống để cho nó ăn bột. Thì nó đè nó xuống nhiều quá thì bảo đảm với anh chị em là bột nó bị, nó không có bị đều là như vậy đó. Cái đó là chính xác 100% luôn. Theo như em biết là chắc chắn là như vậy luôn. Cái đó là thật sự mà mình theo như mình biết chắc chắn 100% là anh chị em sợ cái đứt tay người ta, chứ anh chị em đem đi mài đi nó mòn đi, thiệt là mòn đi, thì anh em dũa. Khi nó mòn đi rồi nó đâu còn cái độ để mà ăn bột nữa đâu, thì anh chị em phải đè cái đầu dũa xuống để cho nó ăn bột. Thì nó ăn bột thì bảo đảm nó không có đều móng tay, nó không có tròn móng tay, nó không có đều cái bột. Có nhiều lúc anh chị em bỏ bên đây nhiều, đè mạnh quá thì nó bên đây nó hõm, mà bên đây ít qua tới đây mình đâu có đè được đâu, mình chỉ chạy thôi, nhưng mà bên đây mình đè được thì bảo đảm là cái bột, cái đầu mài của nó không có đều là như vậy đó. Đầu mài đầu dũa mới em mài bằng gì vậy tình yêu? Chị em nên đầu dũa mới, anh chị em lấy cái này nè. Ok, hello, you wanna feel? Ok, can you wait a little bit please? Có nghĩa là 5 minutes. Ok, có nghĩa là anh chị em lấy cái dũa nè. Nếu mà thật sự anh chị em nếu mà có khả năng thì nên mua cái đầu dũa ceramic thì về xài. Còn nếu không có đầu dũa, anh chị em ở Việt Nam, anh chị em lấy cái đầu dũa này, cái đầu dũa mới là về phá cái đầu chỗ này thôi, phá cái cạnh chỗ này thôi, đừng có phá ở trong này. Mua cái đầu dũa giấy nè, chạy nhiều lần lên là nó sẽ bị mòn lại từ từ. Thì anh chị em lấy anh chị em dũa, đừng có mài hết cái đầu dũa nha, bỏ uổng cái đầu dũa mới mua về. Ok, nhớ là như vậy. Nhớ là lấy cái cây dũa lá, cái dũa bỏ nha, đừng có đang xài lấy bỏ uổng cái dũa lá, tội nghiệp chủng. Ok, nhớ nha. Ta chia sẻ hết tận tình cho anh chị em, những cái gì anh chị em hỏi tình yêu đều trả lời hết, cái gì tình yêu cũng trả lời hết. Diamond. Not for tortilla, right? Not for tortilla. No. Oh. Que go vas de mami. Yo, lávate. Lávate, mami. Okay. Oh my goodness. No tortilla. 2 weeks. Ok, anh chị em có hỏi gì tình yêu? Thật sự ra cái kinh nghiệm của tình yêu á, tình yêu làm cho khách không phải là do ở đâu hết á, mà do chính những người khách đem lại những cái kinh nghiệm cho tình yêu. Tại vì sao? Tại vì á, theo như tình yêu làm á, tình yêu mà cảm thấy có gì mà nó sai á, là tình yêu hay để ý lắm. Ví dụ mình làm, thật sự ra con người mình làm nhiều năm rồi, mình dùng cái kinh nghiệm của mình để mình chia, mình làm cái bộ nail cho nó perfect, là tại vì những cái kinh nghiệm mình làm nhiều năm thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà tại vì mình yêu nghề thì mình sẽ có kinh nghiệm. Có nhiều người họ làm, họ không có yêu nghề thì họ chỉ làm cho nó đẹp rồi họ lấy tiền thôi. Nhưng mà khi va chạm vào những cái đơn giản thì họ không biết. Ok. Cho nên tình yêu thì làm nail, tình yêu có nhiều kinh nghiệm mà do tích lũy từ những người khách, chứ không phải do từ ai hết á. Có nghĩa là một ngày mình va chạm một người khách thì mình phải có kinh nghiệm. Ok. Bây giờ tình yêu sẽ bỏ hộp xoàn lên đây cho nó dài hộp cho vui. Ok, tình yêu gắn hộp xoàn ha, bằng cái chai Judy Gel và cái top together. Ok. Yeah. Ok, tình yêu sẽ lấy cái hộp sò gắn cho nó dài hộp cho vui, cho nó 1-2 hộp. Ok. Ok, tình yêu lấy 1-2 hộp nhỏ thôi. Đó. Nhiều để đây xong rồi tình yêu lấy cái đồ gắn hộp tròn ra. Ok, what's wrong with you baby, how old are you? You 9? Why you cry? You 9?
Ok. Giờ mình bỏ cái chu detail lên dày một chút ha. Dày một chút. Dày một chút. Ok, dày. Đâm mua cho mami, please. Ok. Xe mình bỏ nó dày nè, đó mình bỏ nó dày nè. Bỏ nó dày nè anh chị em, đó, bỏ cái treo nó dày lên chút, đó, bỏ cho nó dày chút. Ok. Cho nó hơi dày chút ha, bỏ lên. Ok, đó. Let me stand, up for dancing. Ok, bỏ cái top lên ha. Anh chị em phải bỏ cái top lên. Đó, bỏ cái top lên đây. Bỏ cái top lên đây. Ok. Rồi, anh chị em phải giữ cái xếp lại cho nó sạch nha. Giữ cái xếp lại cho nó đừng có mắc cái xếp của mình. Ok, rồi sau mình bỏ cái hộp xoài này lên. Đây là hộp. Ok, đây là hộp. Hai hộp. Ok, xong rồi mình lấy cái hộp nhỏ này mình bỏ lên đây. Ok, xong mình bỏ đây. Ok, mình bỏ đây. Bỏ đây. Ok, bỏ lên. Ok. Bỏ lên đây. Đó, để cho nó sát lên. Đông mù. Ok, để nó xuống. Ok. Pretty. Anybody see it's pretty? See? Cho nó dài hộp, cho nó đẹp thôi. Sợ đè nhớ cố gắng đè nó xuống. Ok, rồi, bỏ vô. Put your hand in. Ok. Mình cũng tính mua bên mua nên biết giá trả lời giùm thôi. Hỏi ông thầy kìa gì? Hai anh em rất thích học bột nhưng không hiểu tại sao không học được. Anh có bí quyết nào chỉ em được không? Linh Lê, nếu em chưa học được thì em tới cái lớp của anh ở Dallas 2 ngày ha, ngày 11 và ngày 11 là ngày 12 thì tình yêu có cái lớp ở đó. Anh chị em nào muốn học bột từ năng từ căn bản tới năng cao ha, là có cái lớp ở Dallas đó. Anh chị em nhớ thì đăng ký cái lớp đó. Em là vui rồi. Como gris. Muy bonita. Mamita no like mamita. Muy bonita. ¿Viene complain? No complain. No complain. No complain. No complain. Just say muy bonita. Muy bonita, muy bonita papá. Mamá. Muy bonita, papi. Te amo. Mi amo. You say something like me gusta, mam. Ok, nhớ nha. Anh chị em nào có nhu cầu tới học cái lớp tình yêu nhớ đăng ký cho tình yêu ha. Số điện thoại là 281-702-8760. Ok. Rồi, tình yêu bây giờ bỏ treo lên cho khách hàng. Bỏ treo lên là xong. Chuột lấy cái chai này cho Daddy, chai mới ha. Ok. Giờ mình bỏ treo lên cái bàn tay này ha. Cái bàn tay có nghĩa là gắn xong rồi nè. Nó chắc lắm, nó chắc cực kỳ ha. Treo hai cái nó pha lại, nó rất là chắc. Ở đâu em trai? Dạ ở trên Dallas. Trên Dallas anh chị. Ở trên Dallas nha. Ở trên Dallas. Ok. Nhớ gọi điện thoại. Có cái địa chỉ ở trong cái lớp học nó có luôn á anh chị em. Nó có luôn á. Ok. Rồi mình bỏ treo lên ha. Xí muối vanita nào. Đó. Bỏ treo lên nó bóng nó sẽ đẹp ha. Đó. Ai nói móng ngắn làm ông rê không đẹp đâu. Móng ngắn làm ông rê không đẹp cứ tới kiếm tình yêu ha. Tới kiếm tình yêu làm sẽ đẹp. Đó. Ai làm ông rê móng ngắn làm không đẹp tới kiếm tình yêu sẽ làm đẹp. Móng ngắn cỡ nào làm cũng được hết. Ok. Đó. Rồi bỏ vô. No. Mami. No. No taco.
keo chưa khô mình bỏ lớp, đúng rồi anh, đúng rồi chị, tại vì cái đó mình không, cái đó nó phải đi chung một cặp, khi mình nó khô rồi mình có thể mình thết được, tại vì cái keo á, ok, tại sao tại sao em nói bỏ cái này lên luôn là tại vì cái keo này nó làm khô cái keo ở dưới cho nó không có bị tích kỳ ở trên mặt, khi mà nó khô lại hai cái nó dính chặt, nó tắt lại với nhau, nó giống như keo vậy đó, giống như hơn, giống như là một cái lớp keo, lớp hơn lớp keo vậy đó. Cho nên nó rất là chắc. Ok, chị ở Houston, từ Houston lên Dallas khoảng chừng 3 tiếng rưỡi 4 tiếng gì đó chị. Keo dính đá của anh có cần phủ thêm một lớp nữa ha, cho chắc? Không, chỉ phủ một lớp thôi, that's it, một lớp chiêu đi treo và một top là that's it. Ok, nó không có bỏ hai lớp, chỉ là một lớp thôi. Đó, thấy không, tình yêu bỏ, giờ tình yêu bỏ top lên. Đẹp cực kỳ ha. Đó, bộ nail móng ngắn ombre màu đậm vẫn làm được nha, vẫn làm được, nhưng mà cố gắng làm sao, cố gắng anh chị em làm sao, tình yêu đã chỉ rõ rất là rõ làm sao để làm che được cái phủ, cái phần, cái lằn của màu đậm nha, là tại vì mình đắp cái lằn màu đậm nó rất là mỏng thì mình làm được hết. Ok, đó, bây giờ thấy không, tình yêu đưa sát lên, khi bỏ treo lên là show hết tất cả luôn, mà tình yêu đưa sát lên cho coi, có nghĩa là nó không có thấy cái lằn. Ok, ok, giờ bỏ cái treo xong rồi, bây giờ mình bỏ cái oil lên là xong bộ nail, không cần phủ thêm mặt đá. Không có, em mà phủ lên mặt đá là có nghĩa em bỏ luôn cái hộp xoàn đó luôn, nó không còn bóng nữa em. Có nghĩa là sao, anh nói em á, khi em bỏ lên như vậy á, anh nói cho rõ, khi em mua hai thứ về em bỏ lên, có nghĩa là cái mặt này nó đã dính treo dưới đây, nó chắc như vậy, là có nghĩa là trên đây nó không có bị dính ảnh hưởng cái gì hết, nó sẽ sáng. Bây giờ anh lấy cái đèn anh làm cho em coi nó sáng ha. Nè, rồi anh lấy cái đèn anh coi nè. Đó, nó mua cái ngón tay rồi, mua giờ phiên rồi, mua. Sí, anh thấy không? Thấy nó sáng không? Thấy nó sáng không? Nè. Chị nó sáng nè. Bây giờ nó sáng không? Có nghĩa là em đừng có thấy không? Nó sáng, có nghĩa là đó, em thấy nó sáng không? Em bỏ lên một cái lớp nữa là nó mất đi cái độ sáng nha. Nó mất đi cái độ sáng của hộp xoàn, cho nên em bỏ như vậy là xong rồi, em không có bỏ gì nữa hết. Ok, nhớ là như vậy nha, đừng có bỏ gì nữa hết. Ok, xong rồi, bây giờ lớp cuối cùng. Đó, bây giờ nó đơn giản, khi nó xong rồi nè, hộp xong em không có bỏ gì nữa hết. Ok, là em chỉ chiếu cái hộp đèn vô thôi là nó sáng. Em thấy không? Đó. Nè, em coi nó sáng nè. Thấy chưa? Thấy không? Em coi nó sáng không? Có nghĩa là em không có bỏ gì trong đây hết. Ok. Em không có bỏ gì trong đó hết. Chí. Thấy không? Ok, nhớ nha. Nhớ đây là những cái kỹ thuật. Đừng có bỏ gì lên trên đây hết. Xong là xong luôn. Chứ không có bỏ gì nữa hết. Ok. Rồi, xong bây giờ mình chỉ bỏ treo lên như vậy xong rồi. Bộ này như vậy là đã xong. Tình yêu chia sẻ móng ngắn, móng dài rồi ha. Rồi, cái móng nó làm sao cho nó đẹp ha. Tình yêu đã nói rõ rồi. Móng square là phải dũa cho nó gom lại, ở vô cho bên trong, cho nó gom cái móng lại thì nó mới đẹp được, đừng để nó bè ra. Ok anh chị em. Rồi bây giờ tình yêu xong rồi, tình yêu bỏ dầu lên xong rồi, tình yêu bôi cái tay ra cho nó đẹp chút, là tình yêu anh em mình chia tay ha. Rồi đó, như vậy là xong bộ nail, như vậy là xong một bộ nail đó. Đó, như vậy là móng đậm, móng lợt gì mình làm cũng được hết. Ombre là cái kỹ thuật của mình đắp làm sao cho nó đẹp. Ok, nhớ không? Đó, bộ tay rất là đơn giản mà đẹp nha anh chị em. Ok, hai anh em cảm ơn anh. Ok, anh cảm ơn em cái gì, cảm ơn anh cái gì. Hai anh em cần mua hai cái đầu dũa. Ok, gọi điện thoại cho tình yêu nha. Call my number 832-216-7717. Ok. Daniel, finish bà bì. Ok, rồi tình yêu chia sẻ móng ngắn, móng dài là tình yêu chia sẻ rồi nha. Nhớ về kiếp vậy mà làm, kiếm thêm tiền một ngày tình yêu. Bây giờ chuẩn bị có khách nữa, tình yêu sẽ làm ha. Bye cả nhà nha. Có like nhớ về học để làm. Có cần nhu cầu mua những cái đầu dũa, gọi cho tình yêu ha. Ok, rồi chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Bye bye.